Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Trước các câu hỏi chất vấn đối với 4 thành viên chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã hoan nghênh những ý kiến tâm huyết sâu sắc trách nhiệm về các đề án luật, báo cáo của chính phủ. Đồng thời, các vị đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri cũng thẳng thắn đề cập đến những tồn tại hạn chế, bất cập trên nhiều lĩnh vực. Phó Thủ tướng khẳng định, chính phủ trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu để tập trung khắc phục và giải quyết hiệu quả hơn. Thay thế, điều chuyển đối với cán bộ công chức né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm. Đặt câu hỏi chất vấn Phó Thủ tướng, một số đại biểu quan tâm tới thị trường bất động sản đóng băng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp khủng hoảng, làm giảm sút niềm tin của thị trường. Đề nghị Phó Thủ tướng cho biết trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này. Quan điểm chỉ đạo và những giải pháp căn cơ nào để tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Cái quản lý, cái khâu luân chuyển, sử dụng cái dòng tiền trong cái đòn bẩy tài chính thì cũng có nhiều cái vấn đề nó chưa có hợp lý. Thứ hai nữa là có một số cái trường hợp thì không còn vi phạm, thì vừa rồi thì chúng ta cũng biết rồi. Đấy, ngành công an cũng đã điều tra và truy tố, chính phủ cũng đang là tiếp tục để chỉ đạo để làm sao là chúng ta tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Về câu hỏi của đại biểu về kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, muốn phòng chống tham nhũng hiệu quả, cần kiểm soát được quyền lực. Đây là việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, do quyền lực có xu hướng gây tha hóa khi không kiểm soát. Kiểm soát quyền lực là việc căn cơ trong phòng chống tham nhũng, giúp loại bỏ, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm. Phó Thủ tướng cho rằng, thực tiễn cho thấy phải kiểm soát quyền lực chặt chẽ tại các cơ quan quản lý nhà nước, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, cần thiết lập được cơ chế kiểm soát quyền lực với người có chức vụ quyền hạn, nhốt quyền lực vào lồng cơ chế. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng nghị định giảm phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước để kịp áp dụng từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì khẩn trương xây dựng dự thảo nghị định về thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tương tự hai nghị định trước đó, tức là giảm 50% mức thu cho xe trong nước áp dụng từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay. Còn Bộ Tư pháp được giao thẩm định kịp thời dự thảo sau khi nhận được hồ sơ từ Bộ Tài chính để đảm bảo nghị định được trình chính phủ trước ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW điện mùa hè này, đồng nghĩa với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Thông tin được đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố tại cuộc họp tình hình cung cấp điện diễn ra vào chiều qua ngày 7 tháng 6 tại Hà Nội. Theo EVN, do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc có thể lên mức 23.500 đến 24.000 MW. Trong khi đó, công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc, bao gồm cả điện nhập khẩu, có thể huy động để đáp ứng nhu cầu phụ tải điện chỉ đạt mức 17.500 đến 17.900 MW. Như vậy, hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt khoảng 4.350 MW. Điều này đồng nghĩa với việc miền Bắc đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Nhu cầu phụ tải, nắng nóng tiếp tục tăng cao và nguồn điện như đồng chí Hòa, cục trưởng cục điều tiết lực báo cáo thì cũng có không đáp ứng đủ. Nên một số thời điểm chúng ta đã tiết giảm điện. EVN cũng mong khách hàng, doanh nghiệp, người dân thông cảm và chia sẻ. Trong thời gian vừa qua, sự thiếu hụt công suất có nguy cơ mất an toàn hệ thống điện. EVN đã tiết giảm 30% phụ tải. Việc tiết giảm được tính toán dựa trên nguyên tắc ưu tiên khách hàng sử dụng điện quan trọng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và ưu tiên hoạt động chính trị, xã hội. A0 thì cũng đã căn cứ vào cái thông tư 34 của Bộ Công Thương hướng dẫn để phân bổ công suất sử dụng đó cho hai tổng công ty, đó là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Ở đây là chúng ta thì chỉ ở cái tình trạng này nó chỉ ở phía Bắc nên cho nên nó chỉ xảy ra ở hai tổng công ty. Thế từ Tổng Công ty Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng theo cái căn cứ theo cái thông tư hướng dẫn 34 của Bộ Công Thương về cái tình trạng mà khi mà thiếu nguồn thì sẽ phân bổ cái sử dụng đó cho các cái điện lực từng điện lực tỉnh thành. Về giải pháp, Bộ Công Thương yêu cầu EVN đảm bảo đủ than, khí cho sản xuất điện.
tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đưa các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào vận hành. Đến nay, đã huy động 18 nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với công suất 1.115,62 MW, bao gồm các nhà máy vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại. Trong đó, 9 dự án được công nhận phát điện thương mại với công suất 472 MW. Thưa quý vị, từ ngày 7 tháng 6, Ban Quản lý Kinh tế tỉnh Lào Cai đã đưa trung tâm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào vận hành tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Đây là một trong các hợp phần của dự án cửa khẩu số mà tỉnh Lào Cai đang tập trung xây dựng. Trung tâm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính có 8 cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ thường trực giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân khi tham gia xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai. Trung tâm áp dụng mô hình quản lý cửa khẩu thông minh, rút ngắn thời gian chờ đợi tại cửa khẩu, thực hiện tích hợp và trao đổi dữ liệu tập trung và thống nhất. Việc đưa vào hoạt động trung tâm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành sẽ góp phần tạo bước chuyển biến trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành một điểm tiếp nhận và trả kết quả duy nhất, nâng cao tốc độ thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được NASA chọn để tổ chức tuần lễ NASA, một hoạt động thường niên của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ bắt đầu từ những năm 2000. Tuần lễ này đang diễn ra tại các địa phương là Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Định. Tiến sĩ Troy Sexsmith từng là nhà phẫu thuật và bác sĩ của NASA ở trung tâm không gian Johnson Houston, Texas, cùng hai người bạn của mình luôn trong tâm trạng hứng khởi, truyền đạt cảm hứng của những phi hành gia đến các em học sinh ở tỉnh Hậu Giang và nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Các chuyến bay vào vũ trụ, nhiều mẫu chuyện gắn liền với hoạt động sinh hoạt và làm việc trên vũ trụ, những khó khăn bước đầu chinh phục không gian mà các phi hành gia phải đối mặt. Tiến sĩ Smith đã gợi mở hướng các bạn trẻ phấn đấu trở thành phi hành gia trong tương lai. Bạn có thể đi khắp nơi, có thể đi vào vũ trụ, có thể bay vào không gian, đi xuống biển, thậm chí chăm sóc bệnh nhân. Nói chung là hãy nỗ lực học tập khi có thể để có thể tham gia vào chương trình huấn luyện gắt gao này, đòi hỏi phải nỗ lực học tập. Tham gia tuần lễ không gian Việt Nam, các học sinh còn trải nghiệm nhiều trò chơi tương tác, trò chơi cảm giác không trọng lực, khám phá vũ trụ qua công nghệ thực tế ảo và nhiều hoạt động chinh phục không gian khác. Đến đây là con cảm thấy rất là thú vị, bởi vì được thấy những cái nhà khoa học để họ thuyết minh cho mình hiểu về cái vũ trụ thiên văn học và con học hỏi thêm về các ngôi sao trong vũ trụ. Tuần lễ không gian Việt Nam còn là cơ hội, bước đệm lớn để các địa phương phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ khoa học vũ trụ. Rất là mong muốn là mang cái hình ảnh con người về đất nước Việt Nam nói chung, trong đó có khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà đặc biệt là Hậu Giang, đến với các nơi, đặc biệt là ở Mỹ, qua đó để kêu gọi thu hút đầu tư, cũng như là các cái nhà nghiên cứu khoa học biết đến nhiều hơn để phát triển mạnh hơn về khoa học công nghệ, nhất là về những cái ngành nghề mà liên quan đến phát triển về khoa học vũ trụ. Tuần lễ không gian Việt Nam thật sự tạo động lực, thúc đẩy đam mê nghiên cứu khoa học, khám phá thế giới của thế hệ trẻ. Sau tỉnh Hậu Giang, các phi hành gia đã đến Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định để tiếp tục truyền cảm hứng cho giới trẻ yêu khoa học vũ trụ, góp phần định hướng nghề nghiệp, thúc đẩy tư duy sáng tạo cho thanh thiếu niên.